Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị tín hiệu công ty Thăng Kiên. Nên sẽ trên tay cho các bạn là máy đo độ cao dây dẫn ha, đo các cái đường truyền tải điện lớn này, các cái dòng đường 500 kV ha. Đây là của hãng Smart Sensor, có phân phối trực tiếp tại công ty Thăng Kiên các bạn. Thăng Kiên thì các bạn mua cái Smart Sensor này nó sẽ có một cái hộp vali màu xanh các bạn. Dễ thương. Chúng ta đi hiện trường hoặc là đi những khu vực đồi núi các thứ để chúng ta kiểm tra cái độ cao dây điện. Đó. Đây là cách mở của máy này. Đó. Đây có logo của Smart Sensor Zoomman Pro ha. Rồi bên trong này là máy của ông Tăng. Đó, bao gồm một cái bao da. Chúng ta có thể đi cài lên những khuy áo hay là dây đai quẳng các thứ nó thuận tiện hơn. Đó, đây là máy chính của ông Tăng. Smart Sensor các bạn. Đây là nó có một cái bảo vệ này. Cái lấy cái thu phóng nhỏ hơn, nó gọi là cái adapter ha. Tùy vào cái nhu cầu ta sử dụng. Phía sau này khu vực gắn pin luôn. Đó, khu vực gắn pin đây. Pin sử dụng pin lớn 9V ha. Ở phía sau này. Đó. Đây là cái mặt trước của máy, mình sẽ gắn pin vào. Rồi, nói đây là cái vừa là cái nắp và là cái chân giá luôn các bạn. Khi ta để vậy thì nó có cái vô xu hướng là đi lên thì nó dễ ấy hơn. Đó. Đây, khi chúng ta mở màn hình. Đây phím on off ở giữa các bạn. Đo chiều cao ở đây. Là cái phím bấm phone đo các cái chiều bút đây các bạn. Thì xuống ta đo này. Đó. Máy cái sensor đây nó tự động kích hoạt ha. Các bạn cái chế độ là đo. Sẽ có cái video hướng dẫn sử dụng về cái AR600E các bạn, máy đo độ cao hướng dẫn. Ngoài ra bên trong hộp sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh cũng như là giấy test chính hãng máy ha. Đó, máy clip chính hãng. Rồi, đây là AR600E các bạn. Các thao tác họ mô phỏng cho chúng ta đo độ cao dây dẫn điện ha. Các cái đường dây dẫn lớn thích hợp cho các cái độ truyền tải điện của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng cái này. Có nhiều thang đo đây các bạn. Trực tiếp trên cái video hướng dẫn sử dụng này. Đó, máy đo bất cứ nơi đâu. Kiểm tra cao. Đó, bật tắt nguồn ở đây. Đây khu vực phía sau, gắn pin phía sau các bạn. Nó sẽ làm cái dây đây cho chúng ta dễ dàng lấy ra ha. Nó có âm dương ghi dưới này. Dương quay mặt về đây các bạn. Đó, ta gắn vô. Rồi, khi chúng ta lấy pin ra thì chúng ta nhấc cái này thôi. Chúng ta có thể lấy được.